mảnh vỡ cuối cùng của chiếc máy bay MH17 đã được kéo khỏi cánh đồng hoa hướng dương gần làng Grabove thuộc tỉnh Donetsk ở miền đông Ukraine. Đây chính là hiện trường chiếc máy bay MH17 rơi vào ngày 17 tháng 7, khiến toàn bộ 298 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng. Trước đó, ngày 6 tháng 11, đại diện Hà Lan và Tổ chức An ninh Hợp tác châu Âu OSCE đã đạt được thỏa thuận sơ bộ với Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng ở miền đông Ukraine về việc chuyển những mảnh vỡ của chiếc máy bay MH17 ra khỏi hiện trường đến Kharkov để từ đây đưa về Hà Lan phục vụ công tác điều tra. Phía Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng bảo đảm an ninh cho công tác vận chuyển, giả phá bom mìn và chất liệu nổ ở khu vực có những mảnh vỡ của máy bay MH17 và cung cấp 5 toa tàu để vận chuyển. Công tác bốc xếp những mảnh vỡ của chiếc máy bay MH17 do người Hà Lan thực hiện. OSCE đóng vai trò trung gian và hộ tống đoàn xe tới đích cuối cùng. Bắt đầu từ ngày 16 tháng 11, các nhân viên của cơ quan tình trạng khẩn cấp của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng đã dùng cưa kim loại cắt những mảnh vỡ của chiếc máy bay tại hiện trường. Các nhà điều tra Hà Lan cũng phụ trách công tác giám sát. Ngày 17 tháng 7, chiếc máy bay Boeing 777 mang số hiệu MH17 của Malaysia Airlines xuất phát từ Amsterdam tới Kuala Lumpur đã bị rơi trên lãnh thổ Ukraine, khiến toàn bộ 298 hành khách cùng phi hành đoàn thiệt mạng. Trong đó có 193 người mang quốc tịch Hà Lan. Theo kết luận điều tra ban đầu, máy bay MH17 đã bị nổ tung ngay trên trời do trúng phải các vật thể năng lượng cao. Ngoài ra, chưa thể xác định thủ phạm của vụ tấn công này.